chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình mình đang phóng sanh tại Vĩnh Long. Đưa con kéo lên hay gì vậy? Có người giữa thì bả vậy. Bả nói dòng họ nhắc hết trơn, không ai làm cho mắt nhỏ làm cho chết nhỏ đi. Bởi vì tự nhiên nó lội băng băng xuống sông. Bả nó sầu nhào lên nè, anh kêu kéo lên. Bả không lên là xuống xưa bây giờ. Vậy họ ăn sống nha, phước đức ông bà. Chết hồi chưa trời.